tôi sẽ quay hoài rồi. Quay có gì đâu, quay nào quay đâu. À, chào các bạn. Hôm nay mình với ông xã phải đi ra đường đi ăn trứng gì ăn sáng các bạn ơi. Ở nhà hoài mấy bữa giờ dịch trúng đâu cái cũng hạn chế, không có đi ra đường đó. Cái cũng buồn quá. Dạ thôi để mình đi ra đường chút cho nó quay quả. Mình đang ở trên đường Lý Thường Kiệt đó các bạn. Rồi lại tới nhà thi đấu rồi. Rồi dừng đèn đỏ. Mình từ nhà mình đi xuống dưới chợ Thiết đồ đó thì phải đi qua đoạn đường này cho các bạn. Kia là diễn hành bầu cử, còn cái này là mấy quảng cáo. À, quảng cáo hả? À, mình đang đi ngang nhà thi đấu đó các bạn. Cái cổng sân nhà thi đấu là có hàng rào chắn chắn đó. Mình cũng quay đoạn này mấy lần rồi. Thì ở khu vực này chỉ có đoạn này là đáng ghi nhất thôi. Sở mình không nói là đi ăn bò kho các bạn ơi, chở mình đi ăn bò kho thì thôi kệ đi, ông dẫn đi ăn cái nào ăn cái nấy thôi. Giờ tới gần quận 7, quận 11 rồi đó các bạn. Rồi. Tới rồi các bạn ơi, tới chỗ bán hủ tiếu bò kho rồi đó các bạn. Ở tiệm này ở trong bò kho các bạn ơi, ông xã mình ông hay ăn quen chỗ này nè. À đây là bò kho đó các bạn. Cái gì vậy lên đây à. Ấy em cho chị là mì bún mì nhưng mà em lấy cho chị sợ lớn á nha. Đây cô chủ quán xinh đẹp nha các bạn. Đâu chủ quán chào khán giả các ơi. Đây bò kho nè các bạn. Cái này là ông xã mình ông kêu hai phần. Cái này là mì với lại bún đó các bạn, bún mì bò kho. Mình thích ăn nhất là có bún với mì bò kho thôi. Mà phải là mì sợ lớn. Mì thì mì sợ lớn đó các bạn. Còn kia là phần của ông xã mình. Này ông xã, chào khán giả cái đi rồi ăn. Rồi, merci. Ăn mở rộng. Rồi, mình tạm dừng nha các bạn ơi. Để sợ được cái tô bò kho. Tự nhiên đi nha, đừng ngại nha. Ở đây nấu vừa ăn lắm các bạn ơi. Mặc dù bán bình dân vậy chứ cũng dễ ăn lắm. 70.000 hai tô, tô 35k. 65 rồi. Hả? À, bán 60 năm rồi đó, cha truyền con nói đó các bạn. Cái quán này nè, chỗ đường Lý Nam Đế, quận 11 đó các bạn. Chào các bạn. Mình đi ăn sáng xong rồi sẵn mình ghé qua nhà cháu mình đó. Đây là cây đâu biết nè các bạn. Cháu mình đem từ dưới quê để cho mình đó các bạn. Giờ mình sắp về nhà mình. Ở bữa hổm nó đẹp lắm mà tại vì đi đường xa quá từ dưới Bạc Liêu xách lên đó. Thành ra nó bị ngã nghiêng quá chừng luôn á. Thôi kệ về mình gắng mình dưỡng lại là vài tháng là có hoa uống rồi các bạn ơi, 2 tháng á bà xứng. Tao nói 2 tháng. À tao nói 2 tháng mày ra hoa á. Vậy mình cũng chia sẻ với các bạn xem chút cho vui ha. Đây. Mình về tới nhà mình rồi các bạn ơi. Mình đem được cái chậu hoa đâu biết về tới đây rồi các bạn ơi. Mình nó tơi tả hết trơn rồi. Bữa hổm mới dưới Bạc Liêu thấy nó đẹp lắm mà xách tự Bạc Liêu lên xong rồi mình đem tự bên nhà cháu mình về nhà mình nữa. Mình ra bỏ vô bọc cái xe chạy te tưa hết trơn rồi. Thôi kệ thì giờ mình cứ để đây trước đi ha các bạn ha. Rồi chừng nào mà mình có trồng cây này mình sang qua chậu bự thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn xem ha. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn lại gặp lại những lần sau.